Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trương Văn Nam. Lời đầu tiên, cho Trương Văn Nam xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho Trương Văn Nam cũng như là đại lý Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một tháng mới dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và kiếm được thật nhiều tiền để sở hữu những chiếc xe mà Trương Văn Nam sẽ báo giá trong ngày hôm nay. Như thường lệ, mỗi đầu tháng Trương Văn Nam sẽ gửi đến quý vị và các bạn những mẫu xe mới nhất của Mercedes-Benz Việt Nam cũng như là giá niêm yết và những chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho dòng xe đó. Ngay bên cạnh tôi đây, đây là chiếc S450 mới nhất được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chiếc S450 này có màu xanh nâu tích cực đẹp, đây là một màu xanh mới của Mercedes-Benz Việt Nam và nội thất bên trong là màu đen, cực kỳ đẹp mắt. Nếu như mà quý vị và các bạn vào bên trong thì sẽ là một không gian hoàn toàn mới luôn. Chiếc S450 này hiện tại đang được giao ngay và có giá niêm yết là 5 tỷ 059 triệu đồng. Chúng ta cùng di chuyển sang phía sau một chút. Những dòng xe cực kỳ hiếm thì hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Xin giới thiệu với các bạn phiên bản GLB35 Formatic. Phiên bản GLB35 Formatic AMG này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mexico, sẽ có những cái màu trắng, màu đen, màu đỏ và màu xanh. Giá niêm yết của chiếc GLB35 AMG này là 2 tỷ 829 triệu đồng. Và chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho những chiếc GLB35 hiện tại đang có mặt ở đây có thể lên đến tận 60 triệu đồng các bạn ạ. Đây là màu trắng và đây sẽ là màu đen. Ngoài ra chúng tôi còn có màu xanh và màu đỏ cũng như là màu xám có thể giao ngay cho quý vị và các bạn nữa nhé. Cùng di chuyển một chút sang bên này, chúng ta sẽ có GLC200 Formatic cực kỳ hot. GLC là một dòng xe cực kỳ hot từ trước đến nay. Chiếc GLC200 Formatic này được nhập khẩu toàn bộ linh kiện và lắp ráp tại Việt Nam. Chiếc GLC200 Formatic này hiện tại đang có giá niêm yết là 2 tỷ 129 triệu đồng với màu trắng, nội thất bên trong màu be cực đẹp và chương trình khuyến mại dành cho những chiếc GLC200 Formatic này có thể lên đến tận 60 triệu đồng cũng như là tặng thêm cho quý vị và các bạn vô vàn những cái phụ kiện lắp kèm trên xe cho quý vị và các bạn. Nào, chúng ta cùng di chuyển thêm một chút nữa. Ở đây chúng ta sẽ có GLC200. GLC200 màu đen, nội thất bên trong màu be cũng được lắp ráp tại Việt Nam. Chiếc GLC200 này hiện tại đang có giá niêm yết là 1 tỷ 859 triệu đồng và tương tự như chiếc GLC200 Formatic kia sẽ có chương trình khuyến mại đặc biệt lên đến 60 triệu đồng. Ngoài ra còn tặng thêm cho quý vị và các bạn những gói phụ kiện cao cấp chính hãng nữa quý vị và các bạn nhé. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn chiếc xe được mong chờ nhất trong năm 2022 này, chiếc C300 AMG được lắp ráp tại Việt Nam. Chiếc C300 AMG này, màu xanh, nội thất bên trong màu đen và ngoài ra sẽ có màu đỏ, nội thất bên trong màu nâu. Đây là những cái màu mà đẹp nhất tôi xin được trưng bày lên showroom. Ngoài ra còn những chiếc xe màu trắng, màu đen và màu xám nữa đang cất ở trong kho các bạn ạ. Chiếc C300 AMG lắp ráp tại Việt Nam này hiện tại đang có giá niêm yết là 2 tỷ 089 triệu đồng. Chúng tôi đang có chương trình khuyến mại đặc biệt lên đến 60 triệu đồng và ngoài ra cũng tặng cho quý vị những gói phụ kiện cực kỳ là cao cấp để lắp đặt trong xe của quý vị và các bạn luôn. Cùng di chuyển ra phía sau này một chút. Chúng ta sẽ có phiên bản C200 Avantgarde Plus. Chiếc C200 Avantgarde Plus này màu trắng, nội thất bên trong màu đen, cực kỳ đẹp mắt. Đang có giá niêm yết là 1 tỷ 789 triệu đồng và chiếc xe này đang có chương trình khuyến mại lên đến hơn 50 triệu đồng đấy quý vị các bạn ạ. Cùng di chuyển sang phía sau, hơi khác một chút, đó là màu xanh của chiếc C300 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Chiếc C300 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức này có giá niêm yết là 2 tỷ 399 triệu đồng, nội thất màu đen và ngoại thất màu xanh cực kỳ đẹp mắt. Ngoài ra tôi còn có những cái màu trắng, màu đen và màu xám có thể giao ngay cho quý vị các bạn nữa đấy. Showroom của Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ là một trong những showroom lớn nhất Việt Nam khi có thể trưng bày lên đến 60 xe quý vị và các bạn ạ. Ngay bên cạnh tôi đây là chiếc C300 màu đen, nội thất bên trong màu nâu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Tương tự như chiếc xe màu xanh vừa rồi, chiếc C300 màu đen, nội thất màu nâu này đang có giá niêm yết là 2 tỷ 399 triệu đồng. Ngay sau chiếc C300 được nhập khẩu nguyên chiếc là chiếc C300 được lắp ráp tại Việt Nam, cũng màu đen, nội thất bên trong màu nâu y hệt như nhau, nhưng mà sẽ khác nhau về giá bán cũng như là khác nhau về những option trong xe. Nếu quý vị và các bạn muốn tìm hiểu về hai chiếc C300 này, hãy vào YouTube của tôi đã có những video đánh giá riêng chi tiết cho từng dòng xe này rồi. Chiếc C300 được lắp ráp tại Việt Nam, màu đen, nội thất màu nâu đang có giá niêm yết là 2 tỷ 089 triệu đồng.
xếp hai xe ở đây để cho tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn một cách dễ dàng hơn, cũng như là quý vị và các bạn sẽ hình dung được chiếc hai chiếc C300 này khác nhau ở chỗ nào. Ngay sau đây là chiếc GLB35 AMG được nhập khẩu từ Mexico, giống như những chiếc xe ở ngoài kia thôi. Rất nhiều xe nhập khẩu nguyên chiếc đang có sẵn tại Hasako quý vị và các bạn ạ. Cùng di chuyển ra phía sau, đây là chiếc C200 Avantgarde. Chiếc C200 Avantgarde này màu đen, nội thất bên trong màu đen. Ngoài ra còn những chiếc màu trắng, màu xanh, màu đỏ và màu xám nữa. Chiếc C200 Avantgarde này là phiên bản hoàn toàn mới và có giá niêm yết là 1.669.000.000 đồng. Chúng tôi đang có chương trình khuyến mại đặc biệt lên đến 50 triệu đồng dành cho những chiếc C200 Avantgarde này. Vừa rồi chúng ta vừa tham quan một vòng showroom của đại lý xe Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ. Tôi vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn về những mẫu xe mới nhất, về giá niêm yết, còn về chương trình khuyến mại thì sẽ linh hoạt hơn nữa khi mà ở thời điểm quý vị và các bạn ký hợp đồng. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đặc biệt về một mẫu xe nào đó, muốn trải nghiệm xe thực tế, muốn lái thử xe, hay là muốn biết kỹ hơn về những chương trình khuyến mại cũng như là chương trình trả góp, thì hãy để lại comment ở phía dưới hoặc gọi cho tôi theo số điện thoại 0989 323 979. Nếu quý vị cảm thấy video này hữu ích, xin hãy để lại cho tôi một like, một share và subscribe video của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.